Giới thiệu đến tất cả các bác nghe âm thanh cả nước một cái cặp loa mang tên là Sony SFCS5, một cặp loa mà được phân phối chính hãng bởi Sony. Và ở Việt Nam thì cũng có phân phối chính hãng ở một số cái đại lý Việt Nam, nhưng mà đây là cặp loa được xách tay từ Nhật về nhá. Sony Việt Nam cũng có cũng có bán cái cặp này ở Việt Nam, tuy nhiên là mức giá nó khá là cao so với lại hàng xách tay. Thì hôm nay thì em về được một cặp loa Sony SFCS5 với thông số là công suất mỗi một loa là 100W và trở kháng là 6 ohm. Bây giờ sẽ quay gần cho các bác xem. Các bác có thể nhìn thấy là đây là một cặp loa có chiều cao khoảng gần 40 cm, khoảng 38 cm, chiều ngang khoảng tầm 16 cm và chiều sâu khoảng tầm 18 cm đó. Với ba đường tiếng nhá, đây là giải siêu chép này, giải chép này và giải bát, đường kính bát khoảng tầm 19 cm theo cái thông số của hãng, và được làm bằng dạng phủ nhôm, dạng kiểu hợp kim nhôm giống như thế, và vỏ vân gỗ, vỏ gỗ. Đây là một cặp loa đạt chuẩn 2Red Audio nhé. Thì như trước đây em đã từng nói, những cặp loa mà những cái âm ly mà chuẩn 2Red Audio ấy thì thường nó sẽ được sử dụng để nghe nhạc số. Thì tương tự như thế, loa nào chuẩn 2Red Audio thì sẽ thường là để nghe nhạc số, và các bác sẽ để ý rằng những cặp loa mà chuẩn 2Red thì thường nó sẽ cho chúng ta cái giải âm tần về giải chép, giải mid sẽ là thường sẽ là rất là tốt. Thế là cái âm khi nghe âm vực ở cao ấy thì rất là tốt. Bây giờ sẽ quay tiếp mặt sau cho các bác xem đôi loa này. Em về được một đôi full box nhá, full box. Đây các bác nhìn phía sau đây thì có một cái lỗ thông hơi ở phía sau. Ở đây là một cái rắc bắp chuối mạ vàng và một cái số seri này thì là số seri tiền ấy nhá. Đây là số series của nó là, các bác xem một chút, ở bên này là 8930711 và bên này nó là 8930712 các bác nhé, số tiến đó. Thì một cặp loa như vậy với mức giá là 5 triệu để các bác có thể chơi nhạc số. Những bác yêu thích nhạc số thì nên cân nhắc với cặp loa Sony này. Thì cái kích thước phòng mà nó có thể đáp ứng ấy thì khoảng phòng tầm 35m2 đổ lại, 35m2 đổ lại khá là tốt, và cho một cái giải âm ở giải cao ấy, rất là giải âm về mid chép thì rất tốt. Do đó là những bác yêu thích những dòng nhạc mà nó có sự cái tính tự sự, dòng nhạc vocal, dòng nhạc mà đòi hỏi cái sự trong trẻo, khi mà các bác, nhất là khi các bác nghe dân ca hay một số thể loại nhạc mà nó có cái hơi hướng nhạc cụ ở tần số cao như nhạc đồng quê hay nhạc dân ca, thì các bác nên lựa chọn cặp loa này là một sự lựa chọn rất tốt để các bác chơi nhạc số. Nhất là những cái file nhạc mà giải nén ra thì nó có thể đáp ứng được cái tiêu chí về âm vực cao rất là tốt, và cũng cho một cái công suất khá lớn là 100W, cho chúng ta cái khả năng mà đáp ứng được nhu cầu những cái căn phòng nó rộng hay là nhỏ thì nó đơn giản rồi. Căn phòng khoảng tầm 30-35m2 là căn phòng khá phù hợp, hay phòng ngủ của bác khoảng 25-30m2 là cái con số rất là tốt để các bác có thể sử dụng cái đôi loa này. Ở đây thì em đang ghép với lại một chiếc âm ly Marzang CR610, cũng là một âm ly nhạc số khá là tốt. Và ngay bây giờ thì em sẽ mời các bác tiếp tục lắng nghe cái chất âm của cái cặp loa Sony SFCS5 này các bác nhé. Hàng full box giá 5 triệu các bác nhé. Bác nào quan tâm muốn mua hàng thì có thể liên hệ theo số 0964801493 để
để đặt hàng. Và ngay bây giờ thì mời các bác lắng nghe một chút nữa đến từ chất âm của cặp Sony ạ. Từng giờ buồn trong phố vắng.